con như này mà không nhớ à? Cô làm cái gì đấy? Hay là mình chia tay đi ạ? Anh không! Anh không! Anh tỉnh lại đi! Thủy đâu? Như thế rồi còn gì hả? Là nấu cơm ấy thì cho ít nước thôi. Tại sao cơm vẫn nhão nhuyết như thế này hả? Ôi chết, chắc lại cháu quen tay ạ. Sao cô cũng ngu dốt lại như thế? Có cái việc còn con như này mà không nhớ à? Mày dạy bảo thì nhẹ nhàng thôi ạ. Sao phải động tay động chân thế làm gì ạ? Nhưng mà dạy mãi cũng được đâu. Trước là trông tưởng hiền lành, hiểu biết, thế nên mẹ mới thuê về. Ai ngờ giờ cũng ngu ngang ngu ngơ như thế này này. Mà còn con nữa, tối nay là con không được đi đâu đâu đấy. Tối nay là có cái mi con của bạn mẹ nó sang chơi. Con bé nó mới đi Úc về, vừa giỏi giang lại xinh đẹp. Bạn mẹ thì mẹ đi mà tiếp à? Con không rảnh. Con cứ như thế này ý, thì bao giờ mới lấy được vợ? Không nói nhiều, mẹ cấm là không được đi đâu ấy. Còn bây giờ mẹ đi mua ít đồ để tối tiếp khách. Em ngồi đi. Em đừng buồn và bận tâm về những gì mẹ nói nhá. Nhưng mà mẹ anh nói đúng mà. Em vừa xấu vừa bẩn như thế này, bà mà biết anh thương em, chắc bà sẽ làm ầm lên rồi đuổi em đi mất. Em đừng lo, đã có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em. Cả cuộc đời này anh chỉ yêu và lấy em làm vợ thôi. Lần nữa anh sẽ công khai chuyện của chúng mình với mẹ. Thôi đừng anh, gấp gáp quá em cũng sợ. Anh chuyên thêm một thời gian nữa đi. Được rồi, anh sẽ đợi đến khi nào em đủ tự tin, anh sẽ công khai chuyện của chúng mình với mọi người nhé. Thế lần này cháu về Việt Nam có lâu không? À, lần này cháu về đây ở hẳn luôn. Tại cháu cũng định lập nghiệp bên này luôn mà. Thế thì tốt quá. Thủy ơi. Dạ. Bác gọi cháu. Ừ, cháu mang cái này vào cho bác, rồi vào rửa bát đi nhá. Dạ vâng ạ. À này, tiện thì cô pha cho tôi cốc sữa. Nhưng mà tôi chỉ uống nước ấm thôi đấy, không uống nóng đâu. Được rồi. Bác này, sao ô xin nhà bác chảnh chọe thế? Khách đến nhà mà cứ khinh khỉnh, vừa xấu người vừa xấu nết. Ôi giời, cháu để ý thì con đấy làm cái gì? Mấy lần bác định đuổi nó rồi, mà thằng Long ấy, nó cứ gàn đấy. Thôi kệ đi, lâu lắm rồi con mới về thăm bác, eo con nhớ bác lắm luôn ý. Mà này, bây giờ cơm nước xong xuôi rồi, hai đứa đưa nhau đi dạo đi cho nó tình cảm. Con không rảnh. À, thế thôi, con ở đây chơi với bác với cả anh là con vui rồi. Con nghe điện một chút ạ. Ừ. Cái thằng này. Sữa cô đây. Này, cái gì đấy? Tôi mới là người phải hỏi cô câu đấy đấy. Tôi bảo cô pha sữa ấm ấy, mà cô pha sữa nóng à? Định hại chết cả. Tôi đã pha nước ấm rồi cơ mà. Thì con có làm sao không con? Bác xem, đây là ấm hay cả nóng? Còn tôi nói cho cô biết nhá, đừng tưởng anh Long quan tâm mình một tí mà thích làm gì thì làm nhá. Tôi mà đã thích cái gì thì không để con nào cướp được đâu. Con nói cái gì? Thằng Long mà quan tâm đến con này á? Bác ạ, à, con ý chỉ cần nhìn cử chỉ với cả ánh mắt là con biết như nào rồi. Mà có khi còn lén lút hẹn hò yêu nhau sau lưng bác cơ ý. Giời ơi là giời! Thảo nào cứ mỗi lần bảo đi xem mặt là nó trỗi đây đẩy ấy. Hóa ra là có con hồ ly tinh này ở nhà để dụ dỗ con trai tôi à? Kìa bác. Nói cho mày biết nhá, anh Long từ trước đến nay đều là của tao. Mày không có cửa để mà cướp đâu. Một con nhà quê vừa xấu xí vừa nghèo hèn như mày ấy, đứng với anh Long không cảm thấy xấu hổ à? Cô, tao
nhà này làm dâu, nghe chưa? Kìa bác, cháu với anh Long là thương nhau thật lòng mà. Cái gì? Thật lòng á? Mẹ cứ thật lòng này. Cô tránh ra. Em có sao không? Em có đau không? Em không sao đâu. Mẹ làm trò gì thế ạ? Câu này mẹ phải hỏi con mới đúng. Tại sao con lại quan hệ lén lút với nó sau lưng mẹ chứ? Con không hề lén lút ạ. Chỉ là con chưa công khai thôi. Nhưng mà con và cô yêu nhau thật lòng ạ. Thật hay giả ấy, thì tôi chưa biết. Nhưng tôi không bao giờ chấp nhận một đứa làm ô xin về làm dâu ở cái nhà này. Em thấy mẹ anh nói đúng mà. Anh với cô ta đứng với nhau ấy, chả khác gì nó đỗ lệch cả. Anh thì đẹp trai lại còn giàu có. Còn cô ta ấy, chỉ là một con nhà quê nghèo sát nghèo sơ. Mà có khi còn chưa biết cấp 3 đâu. Cô im đi. Dù cô ấy có như thế nào, tôi vẫn yêu cô ấy. Vẻ ngoài không thể nói đến tất cả về nhân cách của một con người được. Anh sai rồi, anh sai từ đâu rồi? Anh nhìn em đi, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, mà sự nghiệp còn đang rộng mở nữa. Bây giờ anh không yêu em ấy, anh ấy đi đâm đầu một con ô xin như này à? Con này ấy, nó chỉ là một con nhà quê thôi. Em nghĩ anh nên chia tay nó đi. Mà dù sao ấy, em cũng thấy em và anh hợp nhau mà. Quên đi, tôi không muốn quen một kẻ xa tạo như cô, một người lướt lẹo như cô. Cô cút ra khỏi nhà tôi. Vì cô mà thằng con trai tôi nó mất hết lý trí rồi. Còn xin bác, còn với anh Long là thật lòng mà. Mày không cần phải đuổi à? Con và cô ấy sẽ dọn đi nơi khác ở. Để mày thoải mái muốn làm gì thì làm. Con dám? Chả có gì mà con không dám cả. Mày xem đấy, chính mẹ và cô ấy đã đối xử với người yêu của con như thế nào. Nếu như mẹ không chấp nhận chúng con lấy nhau, con sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi nhà này nữa. Ngừng đi em. Thôi, đừng anh. Anh càng làm vậy, mẹ anh sẽ càng ghét em hơn đấy. Chuyện đã đến nước này rồi, anh để em đi đi. Em sẽ dọn ra nơi khác sống. Không, em không cần phải làm như thế. Chúng ta sẽ cùng đi. Không được. Anh ở lại đây đi. Anh ở đây còn thuyết phục mẹ chứ. Anh càng làm như thế mọi chuyện sẽ phức tạp hơn ấy. Anh nghe em lần này đi. Được, anh sẽ nghe. Đóng kịch giỏi ghê. Cháu chào bác, cháu đi ạ. Vâng, đi ạ, đúng lắm. Mẹ thấy đấy, mọi chuyện thành ra như thế này, mẹ đã hài lòng chưa? Long! Long! Con mi này mà lại phải chịu thua một con ô xin xấu xí như mày. Cứ đợi. Thôi anh về đi. Thùy này, em cố gắng chịu đựng nhá. Anh sẽ khuyên mẹ rồi đưa em về nhà. Em biết là cả cuộc đời này anh chỉ yêu một mình em thôi. Hay là mình chia tay đi ạ. Em thấy mẹ anh nói đúng mà. Em vừa xấu xí, vừa quê mùa như thế này, làm sao mà xứng với anh được. Em đừng nói như thế đó. Đừng bao giờ nói chuyện chia tay ở đây cả. Em phải tin vào bản thân mình chứ. À, anh có quà cho em đấy. Đây, dùng nó. Em sẽ không bao giờ suy nghĩ là mình xấu nữa. Cái gì đấy hả anh? À, em nhìn này. Đây là sữa rửa mặt Riskin, có chứa thành phần tàu biển Nhật Bản, có các vitamin, dưỡng chất tốt dành cho da, dưỡng ẩm dành cho da khô, với các thành phần làm sạch hoàn toàn từ thực vật thiên nhiên. Nhiều bọt mịn màng, nhiều độ ẩm, lấy đi bã nhờn, bụi bẩn, bám cứng ở trong lỗ chân lông, làm sạch bóng da. Còn đây là serum Riskin, serum HA+, có khả năng chăm sóc da chuyên sâu và toàn diện của mỹ phẩm Kohino. Sản phẩm này sử dụng hiệu quả đối với mọi làn da, mọi lứa tuổi, có tác dụng chống lão hóa, hạn chế nếp nhăn và tình trạng chảy xệ của da, tăng sinh collagen, tái tạo da bị bào mòn, hư tổn và cung cấp vitamin dành cho da. Ngoài ra, còn giảm tình trạng da sạm, nám, tàn nhang và đồi mồi. Sản phẩm này còn giữ da trắng sáng, mịn màng và thu nhỏ lỗ chân lông nữa. Em dùng nó, em sẽ có một làn da láng mịn, trắng hồng.
và sẽ rất tự tin vào bản thân mình đấy. Có hiệu quả thật không ạ? Đảm bảo hiệu quả và rất an toàn. Em yên tâm dùng đi nhá. Rồi anh sẽ xin cho em một công việc mới. Rồi mẹ sẽ không bao giờ chê bai em nữa. Thế nhở? Đã cố tình đuổi nó ra khỏi anh Long rồi, vẫn bám theo. Được, tao sẽ không chịu thua mày đâu. Dù mày có chăm sóc vẻ bề ngoài như nào ấy thì cũng không xinh bằng tao đâu. Cướp anh Long của tao được một lần ấy, không bao giờ có lần thứ hai. Con đừng như thế nữa. Con phải ăn cháo mới khỏe được chứ con. Khỏe để làm gì? Khi mà chân con không cử động được nữa, con trở thành người tàn phế rồi, mẹ hiểu không ạ? Mẹ xin con đấy. Mẹ đi đi. Con chỉ muốn ở một mình thôi. Mẹ đi đi ạ. Anh Long, anh bình tĩnh lại đi. Cả em nữa. Em đi đi. Anh trở thành người tàn phế rồi. Anh không thể nào chăm sóc em được nữa. Em đi đi. Em xin anh đấy, dù anh có như thế nào thì em vẫn sẽ ở bên cạnh và chăm sóc cho anh mà. Bác sĩ nói rồi, anh còn có cơ hội. Chỉ cần là anh tập vật lý trị liệu, anh sẽ đi lại được mà. Nhưng mà anh tàn phế rồi, em hiểu không? Em cần anh để làm gì? Em cần anh, và đứa con trong bụng em cũng cần anh. Em nói sao con? Em... Con nói cái gì? Con có thai với thằng Long rồi á? Dạ. Em nói thật chứ? Anh có con rồi à? Anh sắp được làm bố rồi à? Vâng. Vậy nên anh phải vì em, vì con mà cố gắng anh nhá. Rồi anh sẽ đi lại được mà. Được, được. Anh sẽ vì em, vì con, vì mẹ mà cố gắng. Anh phải đi lại được, để sau này đưa con mình đi chơi nữa chứ. Vâng. Vậy mình cùng cố gắng anh nhá. Mẹ cảm ơn con đã không từ bỏ thằng Long nhà mẹ. Trước đây mẹ có những ý nghĩ và lời nói không tốt về con. Con đừng giận mẹ nhé. Vâng, con không giận mẹ đâu ạ.
Người ta nói hoạn nạn mới biết lòng nhau. Con tin là sau này mẹ con mình sẽ hiểu nhau hơn ạ. Mẹ biết rồi. Từ giờ gia đình nhà mình sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc con nhé. Mẹ mong các con luôn hạnh phúc bên nhau.